Thôn vệ tinh không tập 534 và tập 535, quà tặng của thần vương, chỉ cần lật tay, thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chẳng trách từ khi mình tiến vào tấn chi thế giới, tọa sơn khách sư phụ vẫn chưa từng liên lạc với mình, cũng chưa từng hỏi mình về tình huống bên trong tấn chi thế giới, càng không có nghe nói tọa sơn khách tiến vào tấn chi thế giới. Trong vũ trụ hải rất nhiều cường giả, ai mà không tò mò về tấn chi thế giới. Hỗn độn thành chủ, và cả những cường giả khác hồng minh, ai nấy đều tò mò rất nhiều người tới hỏi ta nhưng tọa sơn khách sư phụ lại chưa bao giờ hỏi ta luôn nghi hoặc tọa sơn khách sư phụ vẻn vẹn chỉ là một chân thần vì sao có thể sáng tạo ra cửu kiếp bí điển vì sao có thể luyện chế ra tinh thần tháp la phong cũng hơi hiểu ra mặc dù cũng chưa hoàn toàn hiểu hết những thần bí của tọa sơn khách nhưng ít nhất cũng hiểu tọa sơn khách có liên quan với tấn tri thế giới hạch tâm tấn quốc tấn quốc bị diệt thần vương chết vô số siêu cường giả theo thần vương bệ hạ chinh chiến sợ cũng chết cả tọa sơn khách là chân thần điểm này không thể nghi vấn được vậy tọa sơn khách cũng như ta tìm được truyền thừa tìm được truyền thừa của thần vương bệ hạ hoặc truyền thừa của một siêu cường giả dưới trướng thần vương la phong nghiện lên rất nhiều ý nghĩ lập tức tạm thời dẹp tất cả các nghi hoặc vào lòng ít nhất mình cũng xem như hiểu được tọa sơn khách một chút trong óc la phong trong nháy mắt lóe lên nhiều ý nghĩ nhưng vẫn trò chuyện với thần vương rất bình thường Thân vương bệ hạ, người nói ba tồn tại đỉnh cao đó là ai, ta cuối cùng cũng cần biết thân phận họ chứ. Đương nhiên, nam tử Mọc Vương Bảo Hoa Lệ cười nói. Ba người này là một loại siêu thế lực, ba vị quốc chủ khai quốc của Thực quốc dã man. Ba vị quốc chủ khai quốc, La Phong gật đầu, lập tức nghi hoặc. Họ bây giờ đang ở đâu, có thể Thực quốc đã bị diệt rồi không? Mình phát hiện dấu vết văn minh viễn cổ, tất cả đều là những dấu vết bị tiêu diệt, cũng chỉ có tấn chi thế giới là còn sống bị diệt nam tử mặc vương bào hoa lệ giật mình hơi đăm chiêu rồi nhẹ giọng cảm thán đúng rồi đã qua rất lâu rồi có lẽ thực quốc bị diệt rồi cũng không biết chừng la phong không kìm được nói thần vương bệ hạ nếu bọn họ vẫn còn sống tương lai ta nên làm sao mới tìm được họ vũ trụ hải quá thần bí ngay cả bên bờ vũ trụ hải cũng chưa ai có thể tìm kiếm rõ ràng tỉ như thi thể khổng lồ thần vương bệ hạ hư hư thực thực bắt đầu từ một nơi rất xa trong vũ trụ hải bay tới vậy ở sâu trong vũ trụ hải còn có những tồn tại khác nữa những thế lực đáng sợ khác nữa không biết vũ trụ hải đối với chân thần thì thật sự quá rộng lớn xa xôi nếu đi quá xa cũng rất dễ bị lạc muốn tìm họ không vội nam tử mặc vương bảo hoa lệ cười nói đợi đến khi thực lực ngươi chính thức cường đại tất cả các bí mật đều sẽ dần dần hiện ra ngay trước mặt ngươi về thực quốc có bị diệt hay không ta vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận mặc dù thực quốc bị diệt thật thì tam đại quốc chủ khai quốc cũng không có khả năng tất cả đều chết la phong gật đầu ghi nhớ người xem này nam tử mặc vương bào hoa lệ chỉ về phía khoảng đất trống bên cạnh chợt xuất hiện một máy móc đây là la phong nhìn máy móc trước mắt thân thể hình giọt nước tựa như con khỉ còn có một cái cái đuôi linh hoạt nó chỉ vô thanh vô tức ngồi đó mà cũng có một luồng khí tức làm la phong ớn lạnh nam tử mặc vương bào hoa lệ tự đắc nói đây là máy móc cấp chân thần ta sáng tạo ra ô khải thần vẻn vẹn chỉ một cường giả là sử dụng được trong số những máy móc cấp chân thần đơn thể nó tuyệt đối là đứng đầu nó là bảo vật có thể giúp ngươi thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao thần lực nhanh vô cùng thần thể ngươi bây giờ đã rất lớn nhưng vẫn phải cẩn thận một chút đừng tùy ý bộc phát nếu không tiêu hao quá lớn thần thể khôi phục sẽ rất phiền phức la phong gật đầu đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào ô khải thần trước mắt bổ sung phiền phức à Nói giỡn, mình có phân thân u hải vô tận mà. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ phong hào, trở thành cường giả phong hào, tự nhiên có tư cách đổi lấy ô khải thần. Ô khải thần này thuộc về ngươi. Nam tử mặc vương bảo hoa lệ nói. Thuộc về ta, còn quân công. La Phong nhìn về phía nam tử mặc vương bào hoa lệ. Ô khải thần, cần tới ba nghìn vạn quân công để đổi. Ha ha, nhiệm vụ hoàn thành đều có thưởng quân công. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười ha ha nhiệm vụ phong hào này khó khăn như thế nào ta đặt ra phần thưởng là ba nghìn vạn quân công chẳng lẽ ngươi không đổi ô khải thần mà đổi lấy bảo vật khác cũng tùy ngươi thôi đổi đương nhiên đổi la phong liền nói lại lại là như thế này nhiệm vụ phong hào hoàn thành được thưởng ba nghìn vạn quân công như vậy căn bản là tặng ô khải thần cho cường giả hoàn thành nhiệm vụ phong hào ô khải thần la phong nhìn ô khải thần trước mắt trong vũ trụ hải bây giờ rất lộn xộn đặc biệt là đệ tứ tuyệt địa hiện ra ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy còn chủ động dẫn dắt hạo lôi tinh chủ trước khi chết thi triển một sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực sau lưng hắn khẳng định ẩn tàng cái gì đó la phong cảm thấy một loại áp lực trước cơn bão thực lực ta càng mạnh năng lực ứng đối tự nhiên càng mạnh hơn la phong thầm nói nhưng lần này ta xông lên ổ khải lâu đặc biệt là ở tầng thứ ba từ những quân sĩ khác đã thu được rất nhiều bảo vật sòng cơ giới áo giáp binh khí cấp chân thần rất nhiều ta hoàn toàn có thể đưa bộ phận bảo vật sòng cơ giới đi điểm quân bị Hoán đổi quân công, dùng quân công đổi lại một vài món thích hợp cho tộc nhân loại ta. Mình một người cần bao nhiêu bảo vật chứ? Đặc biệt đợi khi mình thành chân thần, vẻn vẹn chỉ có một bàn tôn, chỉ cần vài món bảo vật cường đại là được, do đó những bảo vật dòng cơ giới khác, phần lớn vẫn là suy nghĩ cho tộc nhân loại thôi, đương nhiên tuyệt đối không thể cứ thế phát ra xuống, dù sao không có lộc từ trên trời rơi xuống bao giờ. Âm. Um, La Phong đưa tay vuốt lên Âu Khải thần, sinh mạng ấn ký dễ dàng in dấu. Dao một vật dòng cơ giới toàn thân tựa như một con khỉ đen bóng trong nháy mắt dùng nhập vào người la phong làm la phong biến thành một khỉ hình người có một cái đuôi nhưng mặt vẫn như là la phong phức tạp quá la phong hơi nghiên cứu một chút cũng cảm giác thấy một vài đồ hình hoa văn kỳ bí trên ô khải thần đặc biệt phức tạp vượt xa hải điểu kim trỏ thần đây là máy móc cấp chân thần mà là loại đứng đầu trong số những máy móc cấp chân thần nam tử mặc vương bào hoa lệ bên cạnh nói muốn bộc phát ra uy năng mạnh nhất của nó yêu cầu cảm ngộ bí pháp phải đạt tới chân thần đỉnh cao. Đương nhiên ngươi bây giờ tuy là pháp tác chi chủ, cũng vẫn có thể sử dụng được, bởi vì nó có thể chia làm ba loại cấp độ chiến lược khác nhau. La Phong nở nụ cười. Đúng vậy, có ba loại phương thức khống chế khác nhau, nhưng vẻn vẹn chỉ cần loại đầu tiên cũng đã phức tạp hơn kim trảo thần hai điều, chứ đừng nói loại thứ ba, e rằng loại thứ ba thì chỉ khi mình thật sự thành chân thần mới có hy vọng thi triển. Thu lấy ô khải thần của ngươi đi. Nam tử mọc vương bào hoa lệ nói. Ta cũng không muốn cho nhiều quân sĩ biết về nhiệm vụ Phong Hào có đại bí mật, sau đó mới đưa giao Khải Thần làm mồi, để hấp dẫn những pháp tác chi chủ và chân thần, trên thực tế, nó cũng không phải là bảo vật gì lớn. La Phong cũng không muốn bình luận gì. Đúng, đối với một thần vương bệ hạ vĩ đại, máy móc cấp chân thần đã thấm vào đâu, mặc dù là máy móc cấp chân thần vương giả, nhưng mình vẻn vẹn chỉ là pháp tác chi chủ, khi mình là pháp tác chi chủ, thậm chí tới giai đoạn chân thần, Ô Khải Thần vẫn là bảo vật tốt nhất của mình đó là tới khi thành hư không chân thần, e rằng ô khải thần vẫn có công dụng nhất định. Hy vọng ngươi tương lai trở thành thần vương, tự nhiên sẽ cho ngươi phương pháp tu luyện. Nam tử mặc vương bảo hoa lệ lắc đầu. Nhưng ta sở trường luyện bảo thôi, hiển nhiên, ngươi về phương diện này cũng không am hiểu mấy, về phần dòng chiến đấu, thì ta không am hiểu lắm, nhưng cũng chuẩn bị một phần truyền thừa. La Phong sáng mắt lên, truyền thừa, càng nhiều càng tốt. Ngươi tự mình tìm hiểu đi nam tử mặc vương bảo hoa lệ ném ra một viên tinh thạch ánh lên hắc quang tấn quốc ta vẻn vẹn chỉ có ta là thần vương do đó truyền thừa dòng chiến đấu mà ta cho ngươi cũng hơi kém một chút nam tử mặc vương bảo hoa lệ giải thích đây là truyền thừa của những cường giả dưới trướng ta hoặc một vài cường giả do ta đánh chết cũng xem như cũng có thể giúp ngươi trở thành thần vương la phong gật đầu vuốt lên truyền thừa tinh thạch rất chờ mong a à. chỉ là nhận truyền thừa cũng cần một thời gian rất lâu cứ đợi sau khi ly khai ô khải lâu rồi từ từ nghiên cứu thì tốt hơn. Cho người truyền thừa, người cần có thời gian tu luyện, ô khải thần tuy cũng giúp cho người khá nhiều, nhưng chỉ khi nào gặp phải hư không chân thần, người đứng trước nguy hiểm lớn thì hãy dùng. Nam tử mọc vương bảo hoa lệ lại nói. Trong tấn chi thế giới, ta tặng cho người tư cách mượn lực thế giới. Lực thế giới? La Phong kinh ngạc. Người hoàn thành nhiệm vụ phong hào, nhận được gia phong. Nam tử mọc vương bảo hoa lệ nói thẳng. Địa vị ngươi, là tương đương với tứ đại tướng quân đây cũng vẻn vẹn chỉ là hình thức còn trên thực tế tứ đại tướng quân cũng biết ngươi mới là người quan trọng nhất tấn trì thế giới ta không thể sai sót trong tấn trì thế giới ngươi có quyền uy tuyệt đối nếu ai dám mạo phạm ngươi ngươi được phép mượn lực thế giới đối phó với hắn là phòng lộ ra vẻ vui mừng sử dụng lực thế giới tấn chi thế giới uy lực lớn như thế nào có thể áp chế vĩnh hằng chân thần và giết tất cả hư không chân thần nam tử mặc vương bảo hoa lệ nói thẳng nhưng người không được tùy ý giết chóc la phong gật đầu dạ hiểu tấn chi thần vương này sở dĩ tốt với mình như vậy chính là vì mình chiếm được truyền thừa liệt nguyên thuật thần vương này hiển nhiên cũng ký thác toàn bộ hy vọng giết ba quốc chủ khai quốc của thượng quốc vào mình dù sao bản thân thần vương cũng đã chết nguyên nhân chính là vì đặt hy vọng vào mình quá lớn tự nhiên cũng sẽ cho mình đủ địa vị và quyền thế ít nhất tại tấn chi thế giới có thể giao cho mình rất nhiều quyền thế có thể mượn lực thế giới tấn chi thế giới là phong nhất thời thống khoái vô cùng. Làm như vậy, sinh tử của những cường giả các thế lực vũ trụ hải tiến và tấn chi thế giới không phải tất cả hoàn toàn trong ý niệm của ta sao? Đến cả thần phương cũng chỉ nói mình đừng tùy ý giết chóc. Ý rất rõ ràng, muốn giết ai vẫn có thể giết. Những gì có thể cho ngươi thì đã cho, những gì có thể giúp thì đã giúp ngươi rồi. Ta đã chết, chỉ có thể cho ngươi thế thôi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói. Những thứ khác thì ngươi phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Đi đi ngươi nên ly khai Âu Khải lâu. La Phong lúc này khom người tỏ vẻ cảm tạ. bất luận như thế nào, đối phương cũng đã trợ giúp mình rất nhiều. ầm um, một luồng sáng giáng lâm, oanh kích vào người La Phong. La Phong lập tức biến mất khỏi Âu Khải lâu, rồi xuất hiện ở ngoài Âu Khải lâu. bốn vị thống lĩnh đang chờ đợi trên đại lâu. sau khi thần vương bệ hạ lưu lại Âu Khải lâu, sứ mạng chính thức của bốn vị thống lĩnh chính là tìm cho được nhân vật tuyệt thế. việc này quan trọng hơn cả sinh mạng họ. biến mất rồi. Nhiệm vụ Phong Hào biến mất rồi. Nhiệm vụ Phong Hào của Pháp tác chi chủ đã biến mất rồi, thành công rồi, quân sĩ ngân hà nhất định đã đang đỉnh Ô Khải lâu rồi. Bốn vị thống lĩnh trong đại điện thời khắc nào cũng chú ý, một vài nhiệm vụ của tứ đại quân đoàn, thần vương cốc, họ đồng thời có thể thấy hết, nhưng sau khi La Phong tiến vào Ô Khải lâu tầng thứ 8, bốn người họ cũng không biết tình huống bên trong nữa, mà hắn đã ở lại đó rất lâu mà không ra ngoài. Tự nhiên bốn vị thống lĩnh này vô cùng chờ mong, ai nấy đều dán mắt nhìn danh sách nhiệm vụ bốn người cơ hồ đồng thời kêu lên soát 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 bốn bóng người đồng thời biến mất khỏi đại điện đi tới dưới lầu ô khải lâu nguy nga thống lĩnh là thống lĩnh bốn vị thống lĩnh đều tới một vài thủ vệ chân thần thủ hộ chung quanh ô khải lâu sợ tới mức giật bắn người tứ đại thống lĩnh đồng thời tới quá hiếm thấy bốn vị thống lĩnh đều nhìn cửa chính ô khải lâu sao còn không ra nên ra rồi chứ bốn vị thống lĩnh lẳng lặng truyền âm với nhau cùng chờ đợi họ ai cũng biết khi la phong vượt qua tầng thứ 8 thì nhiệm vụ tự động bị hủy bỏ nhưng lúc này la phong vẫn còn ở tầng thứ 9 trò chuyện với thần phương bệ hạ hồi lâu sau ầm ầm cửa chính rừng rững ầm ầm mở ra một thân ảnh quân sĩ từ trong đi ra ra rồi ô khải lâu rất lâu rồi các quân sĩ còn sống đều trực tiếp bị truyền tống ra chứ chưa có một ai có thể từ cửa chính đi ra hơn nữa những quân sĩ khác lúc trước ai nấy đều đã sớm ra rồi quân sĩ này ở lại lâu như vậy chẳng lẽ hắn đã đang đỉnh ô khải lâu không thấy bốn vị thống lĩnh đều ở đây nghênh đón à nhất định là thành công rồi đám thủ vệ chân thần không biết đã thấy bao nhiêu đợt quân sĩ đi vào tự nhiên cũng biết nội tình lúc này ai cũng khiếp sợ vạn phần la phong vừa ra liền kinh ngạc nhìn bốn bóng người xuất hiện trước mắt một đoàn hắc vụ mơ hồ một cường giả nam giới lực lưỡng một cường giả phụ nữ giáp bạc một cường giả dị thú tứ đại cường giả đứng trước ngoài cửa ô khải lâu đều khó nén vẻ kích động nhìn mình La Phong nhìn bốn người, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn chẳng biết ai cả. Chúng ta là bốn thống lĩnh thần vương cốc, phụng lệnh thần vương bệ hạ, một mạch thủ hộ thần vương cốc. Thống lĩnh lực lưỡng mặc áo giáp huyết sắc cất tiếng hùng hồn. Đồng thời chúng ta cũng một mạch đợi nhân vật tuyệt thế đang đỉnh ô khải lâu. Ngân Hà, người có thể thành công, bốn người chúng ta rất vui. Ngân Hà Tấn, xin mời vào trong điện nói chuyện. Nữ tử giáp bạc bên cạnh cũng nói. La Phong lúc này gật đầu, theo bốn vị thống lĩnh qua cung điện màu xám bạc gần đó lúc trước họ nói chuyện với nhau các thủ vệ chân thần chung quanh chẳng ai nghe được thống lĩnh lực lượng quét mục quang nhìn các thủ vệ chung quanh việc hôm nay không được ngoại truyền dạ thống lĩnh trên mười thủ vệ tất cả đều cung kính đáp tầng thứ nhất cung điện màu xám bạc họ cũng quá kích động la phong khi nói chuyện với bốn thống lĩnh cũng thầm cảm khái bốn vị thống lĩnh kích động nhiệt tình vượt xa tưởng tượng của mình chúng ta luôn chờ đợi có ai đó có thể đăng đỉnh ô khải lâu việc này chúng ta chờ đợi thời gian vô tận rồi như một gánh nặng luôn đè xuống vai chúng ta chúng ta một hồi tưởng lại cũng cảm thấy thẹn với thần vương bệ hạ hắc vụ lúc này đã ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ ngồi đó bây giờ ngân hà thành công rồi chúng ta cũng thoải mái lắm lâu lắm rồi nữ thống lĩnh giáp bạc ngồi đó đôi mắt rơm rớm ngân hà ngươi đợi ở đây một chút chúng ta vừa mới báo tin ngươi đang đỉnh ô khải lâu cho bốn vị tướng quân với thực lực bốn vị tướng quân nhất định trong thời gian ngắn sẽ chạy tới nơi này thống lĩnh lực lượng giải thích bốn vị tướng quân cũng giống chúng ta thời gian đằng đẵng chúng ta nghĩ mọi biện pháp bồi dưỡng sàng lọc ra thiên tài tuyệt thế có thể đang đỉnh ô khải lâu biết ngươi thành công bốn vị tướng quân sẽ vô cùng kích động vui vẻ họ cũng nhất định sẽ muốn gặp ngươi là phong gật đầu cười ta sớm nghe qua về uy danh bốn vị tướng quân sớm cũng rất muốn gặp chỉ là lúc trước luôn không cơ hội. Là một cường giả phong hào, lại đang đỉnh ô khải lâu mà đạt được phong hào, nên địa vị cũng bằng với tướng quân. Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài. Đúng ra, địa vị thực tế, thì cả bốn vị tướng quân, tứ đại thống lĩnh đều thấp hơn một chút. La Phong nói chuyện với bốn vị thống lĩnh một lát, không bao lâu sau. Âm, 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 âm. Bốn bóng người liên tiếp tiến vào trong đại điện, rồi lập tức, ngưng tụ. La Phong liếc mắt nhìn quanh, bốn bóng người vừa đến có hai cường giả bộ lạc hai cường giả dị thú ai nấy đều thu liễm uy áp mặc dù bốn người đã thu liễm uy áp nhưng loại khí thế vô hình như vậy vẫn làm la phong thầm cảm khái ngân hà đây là đông quân tướng quân tuyết ung thống lĩnh lực lượng giới thiệu tuyết ung hẳn là người hiền lành nhất bốn vị thống lĩnh có làn da trắng bệch bên tai có hoa văn màu xanh lá có vẻ ung dung cao quý hắn mặc khải giáp màu trắng bạc giữa ấn đường còn có một đồng tử lúc này có vẻ rất kích động ba con mắt đều lóe sáng nhìn La Phong. Chúng ta, chúng ta đã đợi lâu lắm rồi, tới hôm nay, chúng ta mới có thể xem như không thẹn với thần vương bệ hạ. Mau giới thiệu ta. Bên cạnh một dị thú cao lớn có sáu đầu gầm lên, rồi lập tức nở nụ cười với La Phong, sáu cái đầu xấu xí giữ tợn đồng thời cười. Ta là bác. Gấp cái gì? La Phong cuối cùng cũng thấy rõ sự nhiệt tình của bốn vị tướng quân, bốn vị tướng quân và bốn vị thống lĩnh, qua những năm tháng dài, đằng đẵng vô tận, mục tiêu phấn đấu của họ chỉ có một giúp thần vương bệ hạ bồi dưỡng ra một thiên tài tuyệt thế có thể đăng đỉnh ô khải lâu việc này còn trên cả việc họ tu luyện bản thân trên cả sinh mạng họ khi la phong xuất hiện họ kích động như thế nào chứ ngân hà người có thể mạo hiểm tôi luyện nhưng tấn chi thế giới rộng lớn vô cùng còn bây giờ thực lực ngươi quá có lẽ có nguy hiểm đó ta ăn bài cho ngươi và tên hư không chân thần hộ vệ âm thầm bảo vệ ngươi ngân hà bốn vị tướng quân đều nói liên tục họ quả thực xem La Phong trở thành một chân bảo quý giá, chỉ sợ sẽ bị sứt mẻ. Cả buổi sau, La Phong cuối cùng cũng ly khai thần vương cốc. Bốn vị thống lĩnh và bốn vị tướng quân cũng quá. La Phong cảm thán rồi thở phào một hơi thậm chí đến cả việc ta phản hồi đông quân cũng phải đưa. Quả thực như cha mẹ với tiểu hài tử, hơn nữa, gần như ta nói gì là nghe nấy. Trong cuộc trò chuyện, La Phong cũng cảm giác được bốn vị tướng quân và thống lĩnh quả thực đã xem La Phong trở thành người thừa kế thần vương rồi. Về quân doanh đông quân, La Phong lúc này ngồi trên con thuyền màu bạc, xé gió bay đi. Khi vừa luyện thành nạp dẫn bí thuật của liệt nguyên thuật, phân thân u hải vô tận, phân thân ma sát tộc đều đình chỉ công kích ý chí, khôi phục thanh tỉnh. Do đó hỗn độn thành chủ, chân diễn tôn giả không ít lần liên lạc với La Phong. La Phong cũng cẩn thận nói lại, để mọi người hiểu rõ. Chân diễn sư phụ, có truyền thừa văn minh viễn cổ chỉ dẫn tu luyện, bây giờ đã đến tôn giả cực hạn, chỉ thiếu một bước sẽ là vũ trụ chi chủ. La Phong thầm nói, đợi đến khi sư phụ thành vũ trụ chi chủ nhất định phải chuẩn bị một phần đại lễ dưới hệ thống chỉ dẫn tu luyện của văn minh viễn cổ mà chân diễn tôn giả lại còn là sư phụ của la phong tự nhiên được rất nhiều tài nguyên do đó tu luyện mới nhanh như vậy trong số ba sư phụ chân diễn hỗn độn tọa sơn khách la phong thần cận nhất với chân diễn bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất tiếp theo là hỗn độn cuối cùng mới là tọa sơn khách Trần Diễn tôn giả xem như thân nhân, đối xử với đệ tử bất kể hồi báo. Hỗn độn thì coi trọng La Phong vì tiền đồ nhân loại, còn Tọa Sơn khách lại có kế hoạch và ý nghĩ riêng mình. Đương nhiên, cả ba đều là sư phụ, đội tâm La Phong cũng đều cảm kích, có thể hồi báo sư phụ là hồi báo ngay, chỉ là Tọa Sơn khách vẫn luôn không cầu gì cả. Trần Diễn, Đại ca Hồng đều là tôn giả, nhị ca lôi thần vẫn là bất hủ, La Phong tính toán, mấy năm nay tộc nhân loại liên tục đấu tranh với phe đối địch, tất cả chủ yếu là vấn đề tộc quần nhưng cũng cần giúp cho địa cầu nhất mạch và cả gia tộc ta nữa. Ly khai thần vương cốc, chạy thẳng tới quân doanh đông quân. Trên đường đi, La Phong cũng tiếp tục nghiên cứu ô khải thần. Ô khải thần phân ba cấp độ, mặc dù tầng thứ nhất thứ đã vượt xa kim trảo thần hai điều, như tầng thứ ba thì còn mạnh hơn cả bảo vật cơ giới, cấp hư không chân thần rất nhiều. Như thế, mới được xem là vương giả của máy móc cấp chân thần chứ. Dựa vào thời gian gia tốc vạn lần, ta lại phải mất cả một ngày mới hiểu được phương pháp khu xử tầng thứ nhất ô khải thần là phong mặc ô khải thần thì thầm trong miệng nói là một ngày trên thực tế dưới vạn lần cũng gần 10 năm rồi mặc ô khải thần làm thân thể la phong như mặc một khải giác viên hầu gương mặt vẫn là la phong chỉ là biến thành mặt đen một cái đuôi linh hoạt cuốn vòng thiêu đốt thiêu đốt la phong trong nháy mắt thiêu đốt thần thể đồng thời thi triển đoạn diệt quyền thứ hai nhất thời năng lượng bộc phát tới cấp độ cực cao đồng thời nhanh chóng kéo dài ra cả ô khải thần nhanh chóng cùng lúc tiến hành chuyển hóa ở bốn chỗ trên ô khải thần bốn đầu mối đều hình thành đồ hình hoa văn kỳ bí rất lớn rất nhiều đồ hình hoa văn kỳ bí xã hội cấu thành một đầu mối giả định trong hạch tâm nội bộ ô khải thần âm chuyển hóa trói mắt hình thành kim quang trong nháy mắt tràn ngập cả ô khải thần veo 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 trong sảnh điện mộ lăng chi chu trong nháy mắt lưu lại trăm vạn la phong ảo ảnh rồi rất nhanh dừng lại rõ là cường đại La Phong cũng sợ hãi không nói nên lời. Có cái này, Kim Trảo Thần, phiền điều tất cả đều có thể bỏ qua. Có thứ này, trong số các vũ trụ tối cường giả ở vũ trụ hải, mặc dù họ vận khí tốt tìm được bảo vật dòng cơ giới, cũng nhất định không phải là đối thủ của ta. La Phong tràn ngập tự tin tuyệt đối, lập tức không kìm được thầm nghĩ, chỉ là ô khải thần, thần lực tiêu hào rất nhanh. Vì vốn phải bảo trì thiêu đốt đoạn diệt quyền thứ hai tốc độ cao, khi thôi phát ô khải thần, vô tận thần lực thiêu đốt điên cuồng tiêu hao, tựa như bị nuốt trôi. Nếu lúc trước thần thể vèn vẹn chỉ 10 vạn km, e rằng trong chớp mắt thần thể sẽ không còn nữa. May mà bây giờ thần thể rất to, nhưng cũng không dám tùy ý chiến đấu như vậy quá lâu lắm. Chẳng trách thần vương bệ hạ biết thần thể ta lớn, vẫn nói là tiêu hao quá ghê gớm, La phong cảm khái, cũng hiểu có được thì cũng có mất. Rốt cục, sau 3 tháng, La phong một đường thong song phi hành, rốt cục cũng đến quân doanh đông quân. Bên trong quân doanh đông quân, nơi đóng quân của mãng hà quân. La Phong đang thong dong bay trên bầu trời hồ nước, lao thẳng về phía đảo của mình bay đi. Xem kìa, là Ngân Hà. Hắn chính là Ngân Hà, nghe nói đội trưởng tiểu đội 6 các ngươi cũng phải sợ Ngân Hà một chút. Phía dưới La Phong, trên một hòn đảo, đang có hai tên lính trò chuyện, ngừng đầu nhìn lên La Phong bay qua. Quân sĩ Ngân Hà về quân doanh rồi. Tin này từ tiểu đội 6, đại đội một mãng hà quân biết, nhưng cũng nhanh chóng được truyền ra. Quân sĩ Ngân Hà tiểu đội 6 chỗ các ngươi trở lại rồi à? một bằng hữu của ta đã nghe qua đại danh hắn, rất muốn kết giao. Vừa trở về, ở trên hòn đảo của hắn ấy, một tên tên quân sĩ mặt đỏ đại đội một, tiểu đội ba mãng hà quân đi một vòng, chẳng mấy chốc đã biết được tin tức quân sĩ ngân hà trở về. Phải biết là, những quân sĩ trong quân doanh bên trong không thể luôn vùi đầu tu luyện, việc sao hữu, luận bàn cũng rất quan trọng, đặc biệt là một vài quân sĩ rất nổi tiếng bên trong quân đoàn đặc thù, càng có không ít cường giả nguyện ý đến kết giao, vì quân sĩ như vậy sẽ có xác suất rất cao trở thành hư không chân thần. Tên quân sĩ mặt đỏ chẳng mấy chốc đã ly khai quân doanh mãng hà quân, đi tới một nơi đóng quân của quân đoàn đặc thù khác. Thừa mộc, thừa mộc. Tên quân sĩ mặt đỏ nhìn xuống một khoảng rừng rậm, dùng thần lực truyền âm quét xuống dưới. Từ một căn nhà gỗ hoàn toàn do so một gốc cây cổ thụ cực to chế tạo ra, lúc này bay ra một nam tử bốn tay hai mặt, hắn mặc chiến giáp màu xanh, ngừng đầu nhìn lên rồi cười nói. Khúc hóa, ta vừa muốn đi tìm ngươi, người đã đến à? Ta vừa điều chế ra một mỹ vị, mau tới nếm thứ này. Thừa Mộc, tên quân sĩ mặt đỏ đáp xuống. Người không phải luôn muốn tìm quân sĩ ngân hà của mãng hà quân chúng ta sao? Đúng, nam tử giáp xanh vội nói, kích động. Hắn về quân doanh rồi à? Ừm, vừa về không lâu. Tên quân sĩ mặt đỏ cười nói. Nam tử giáp xanh lộ ra vẻ vui mừng. Ta sớm đã muốn gặp hắn rồi, nhưng không việc gì trọng yếu bằng ăn uống. Được được tên quân sĩ mặt đỏ nhất thời rất chờ mong vũ trụ hải bên trong tử nguyệt thánh địa vũ trụ trên đại điện tử nguyệt thủy tổ nhắm mắt lặng lẽ ngồi đó như có thể ngồi như vậy vô tận kỳ nguyên ở dưới cũng có rồi nhiều thân ảnh khoanh chân ngồi hoặc là thần phân thân hoặc là thần lực hóa thân tất cả đều là những các vũ trụ chi chủ tiến và tấn chi thế giới đột nhiên một nam tử bốn tay hai mặt mở mắt đứng bật lên thủy tổ nam tử áo xanh cung kính nói ta vừa nhận được tin quân sĩ ngân hà vừa mới về quân doanh đông quân lúc này đang ở nơi đóng quân mãng hà quân vừa nghe thế những vũ trụ chi chủ chung quanh ai nấy đều mở mắt ai nấy đều giật mình không thôi hả từ nguyệt thủy tổ ngồi bên trên cũng mở mắt trong mắt lóe lên lãnh mang nhìn xuống phía dưới đã thế thì đều hành động thôi dạ thủy tổ phía dưới rất nhiều các vũ trụ chi chủ đều cung kính đáp tại tấn chi thế giới bên trong quân doanh đông quân các vũ trụ chi chủ từ nguyệt thánh địa đã gia nhập đông quân ai nấy bắt đầu hành động bên trong từ nguyệt thánh địa vũ trụ thủy tổ xác nhận la phong thật đang ở nơi đóng quân mãng hà quân thủy tổ chúng ta đã chờ ở truyền tống điểm trùng động ngoài quân doanh một khi hắn ra chúng ta lập tức biết ngay thủy tổ các vũ trụ chi chủ phía dưới nhất loạt mở lời rất tốt từ nguyệt thủy tổ nhìn xuống phía dưới hài lòng gật đầu la phong đã vào quân doanh đông quân muốn ra tay thì phải một lần là tiêu diệt được hắn thừa mộc trông vào ngươi đó thủy tổ yên tâm thừa mộc tri chủ cung kính đáp Từ nguyệt thủy tổ lặng lẽ gật đầu trong lòng thầm nhủ la phong mặc dù ngươi chiếm được chuyển thừa đoạn đông hà nhất mạch trong truyền thuyết nhưng thế thì đã sao lão gia hỏa đông đấy kia không có tư cách tranh giành với ta còn ngươi cũng không có cơ hội tranh giành với ta thiên tài lợi hại tới mấy đã chết rồi thì cũng chỉ là đồ ngu tấn chi thế giới quân doanh đông quân chỗ đóng quân của quân đoàn đặc thù hộc hậu ở trong một khoảng rừng rậm rộng lớn. Ăn ngon quá, lúc ta ở trong bộ lạc cũng không được ăn ngon như vậy, nếu thường xuyên có thể ăn, ta thả bỏ bớt nửa thời gian tu luyện để ăn. Tên quân sĩ mặt đỏ vô cùng thoải mái, hóa thành lưu quang bay đi. Thừa mộc, lần sau sáng chế mỹ vị, phải gọi ta đó. Nhất định, thừa mộc chi chủ ngừng đầu cười nói. Đợi đến khi tên quân sĩ mặt đỏ rời đi, sắc mặt thừa mộc chi chủ lập tức nghiêm trọng phải khởi động sát cục sao thừa mộc chi chủ cũng cảm thấy áp lực vô hình là vũ trụ chi chủ tiến vào quân đoàn đặc thù từ nguyệt thủy tổ đã giao gánh nặng này cho hắn ta bỏ qua tất cả tương lai ở tấn chi thế giới cũng là vì phải giết la phong người người cũng nên cảm thấy kiêu hãnh vì việc này trong lòng thừa mộc chi chủ cũng rất oán hận đối với tam đại tuyệt địa vũ trụ hải hắn sớm đã vô cùng quen thuộc nhưng tấn chi thế giới khi hắn vừa tiến đến hoàn toàn mê mẩn tấn chi thế giới này hắn không muốn rời khỏi nó chỉ khi nào khởi động sát cục thừa mộc mới không còn cơ hội đến tấn chi thế giới nữa bắt đầu đi thừa mộc chi chủ không còn suy nghĩ nhiều nữa lúc này hóa thành lưu quang bay ra ngoài trong khu rừng rậm rộng lớn là nơi đóng quân của học hậu, hậu quân học hậu, hậu quân phần hai đại bộ phận pháp tắc chi chủ là một bộ phận chân thần là một bộ phận hai bên hoàn toàn tách ra ở trung ương cả quân doanh có một thần điện sừng sững cao lớn trước thần điện còn có mấy tên thủ vệ thần điện chính là nơi ở của thống lĩnh hộc hậu quân trong quân đội người có thể đảm nhiệm chức thống lĩnh quân đoàn đặc thù hết thảy đều phải là hư không chân thần nếu ra ngoài cũng là bá chủ một phương rồi đứng lại đứng lại đây là chỗ của thống lĩnh cấm tự tiện xông vào trước thần điện có sáu thủ vệ hai chân thần thủ vệ bốn pháp tác chi chủ thủ vệ thừa mộc chi chủ hạ xuống rồi nói ta có việc trọng yếu cầu kiến thống lĩnh quân sĩ một chân thần thủ vệ quát thống lĩnh có phải là người mà ngươi tùy tiện gặp được đâu. Mau lui lại. Ta thật sự có đại sự gấp cần gặp thống lĩnh. Thừa mộc chi chủ vội vàng nói. Thấy thế, hai chân thần thủ vệ không khỏi nhìn nhau. Hơi chần chờ. dù sao người đến cầu kiến cũng là quân sĩ của hộp hậu, hậu quân. Cho hắn vào đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Dạ, thống lĩnh. Hai chân thần thủ vệ đứng ngoài cung điện đều đáp. Đi vào đi. Chân thần thủ vệ nhìn về phía thừa mộc chi chủ. Thừa Mộc Chi chủ lúc này mới thở phào một hơi, vội tiến vào thần điện. Bên trong thần điện lại như một mê cung, hành lang quanh co, khắp nơi đều có những căn phòng, Thừa Mộc Chi chủ chỉ có thể theo luồng chấn động mà tiến lên. Đi được một lát, Thừa Mộc Chi chủ chợt thấy một khoảng hoa viên, phủ kín vô số hoa cỏ mỹ lệ, trong hoa viên đang có một nữ tử mỹ lệ, nàng có chín cái đuôi kim sắc, trên đầu cũng lông vũ rất đẹp, dung mạo nàng càng làm cho Thừa Mộc Chi chủ phải nín thở. Nàng chính là học hậu trong truyền thuyết thừa mộc chi chủ thầm nói học hậu quân chính là do học hậu sáng lập có thể sáng lập quân đoàn đặc thù tự nhiên nhất định phải là hư không chân thần nhưng trong một thời gian dài cũng có hư không chân thần có thể có thể đột phá thành vĩnh hằng chân thần tự nhiên cũng có một hư không chân thần khác tiếp nhận vị trí của họ nhưng đột phá quá khó hư không chân thần phần lớn vẫn luôn chỉ ngồi vị trí thống lĩnh như học hậu cũng là như vậy thừa mộc bái kiến thống lĩnh thừa mộc chi chủ vội cung kính hành lễ người tới gặp ta Rốt cuộc có đại sự gì gấp gáp? Hục Hậu đưa con mắt ánh lên bích quang quét mắt nhìn Thừa Mộc Chi chủ. Nếu nói không được gì gấp gáp, sẽ theo quân pháp xử trí, giao người cho các con của ta. Thừa Mộc Chi chủ không khiếp sợ chút nào, liền nói ngay. Bẩm thống lĩnh, trong lúc với ta phát hiện ra một đại bí mật. Đại bí mật? Hục Hậu vẫn rất tùy ý. Quân sĩ ngân hà tiểu đội 6, đại đội 1, Mãng Hà quân, thật ra là thế lực khác từ ngoại giới trộm tiến vào tấn chi thế giới ta. Thừa mộc chi chủ vội nói. Ta lúc đó biết được, sợ bị diệt khẩu, do đó luôn không dám bộc lộ, cho đến khi trở về quân doanh mới dám đến bẩm báo thống lĩnh. Ngoại giới tiến vào tấn chi thế giới ta. Đôi mắt hộc hậu, hậu tóe ra sát ý đáng sợ. Bất kỳ sinh mạng nào bên trong tấn chi thế giới đều tuyệt đối trung thành với tấn chi thế giới. Họ đối địch với tất cả sinh mạng từ ngoại giới. Người không lừa dối ta chứ. Hộc hậu, hậu nhìn chằm chằm vào thừa mộc chi chủ. Tấn chi thế giới ta, đã rất lâu rồi không có sinh mạng từ ngoại giới vào. Tuyệt không dám lừa gạt thống lĩnh, sao ta dám lừa gạt loại việc như thế này chứ? Thừa mộc chi chủ liền nói. Hộc hậu nhìn chằm chằm vào hắn. Người có thể có chứng cớ không? Ta. Thừa mộc chi chủ nóng này. Ta đã từng thấy, nhưng chứng cớ thì ta không có. Chỉ người thuận miệng nói, mà bảo ta đi thăm dò quân sĩ Ngân Hà. Hộc hậu lạnh lùng nói, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng đáy lòng hộc hậu lại hơi nghi hoặc quân sĩ thừa mộc dưới trướng nàng mặc dù nói láo cũng không đến mức nói như vậy không biết chừng là thật bất luận như thế nào phải tìm thời gian đi thăm dò ta ta thừa mộc chi chủ nóng này thống lĩnh ta rõ là đã từng thấy hừ hộc hậu hừ lạnh nói ta tha cho ngươi lần này lui ra thừa mộc chi chủ nghiến răng rất điên cuồng ta tận mắt nhìn thấy hắn chính là quân sĩ ngoại giới chỉ cần thống lĩnh ngươi thi triển thủ đoạn ảo thuật làm hắn rơi vào ảo thuật tự nhiên hắn sẽ chủ động nói ra nếu ta nói sai hắn rơi vào ảo thuật mà vẫn không thừa nhận là ngoại giới tới ta nguyện chết ảo thuật hộc hậu bực mình nói ta nên như thế nào làm cũng không đến lượt ngươi dạy lui ra thống lĩnh ta nói tuyệt không giả đâu cứ để hắn sống sẽ bất lợi cho tấn chi thế giới ta đó thừa mục chi chủ chừng mắt sốt ruột ta nguyện dùng cái chết để chứng minh ầm thừa mộc chi chủ ầm ầm nổ tung tất cả thần lực đều bị tiêu diệt hóa thành hư vô học hậu thấy thế cả kinh tự bạo lại dùng cái chết để chứng minh không ngờ quân sĩ này lại trung thành tới như thế thời gian đằng đẵng nàng cũng gặp không ít loại lính vô cùng thẳng thắn dùng cái chết để chứng minh nhưng ngay trước mặt nàng mà tự bạo thì đây là lần đầu tiên quân sĩ trung thành thẳng thắn như vậy đáng tiếc quá học hậu lắc đầu thở dài lập tức con người xanh bước lấp lóe hào quang chẳng lẽ thật sự có sinh mạng ngoại giới tiến vào tấn chi thế giới ta? Vèo, hộc hậu đột nhiên biến mất không thấy. Ngoài nơi đóng quân mãng hà quân, có hai quân sĩ đang nói chuyện có vẻ tiếp tục thoải mái bên hồ. Hai quân sĩ này, một có ba đầu tám tay, một người như bình thường, một đầu hai tay. Âm, đột nhiên giữa trời cao một quang hoa màu xanh lá vô cùng chói mắt xé rách không gian. Trong quang hoa màu xanh lá còn thoáng có ánh kim quang. Chói mắt, chói mắt, tựa như cầu vồng vắt ngang trời cao là hộc hậu thống lĩnh. Hai quân sĩ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hơi vui. Thừa mộc thành công rồi, hộc hậu thống lĩnh đến mãng hà quân rồi. Cấp tốc bẩm báo cho thủy tổ. Hai quân sĩ truyền âm nói chuyện với nhau. Vũ trụ hải, tử nguyệt thánh địa vũ trụ. Các người tiếp tục đợi tin tức, một khi xác nhận La Phong chết, lập tức đến bẩm báo. Tử nguyệt thủy tổ nhìn xuống phía dưới, trực tiếp hạ lệnh. Dạ. Phía dưới hai vũ trụ chi chủ đều đáp. Tử Nguyệt Thủy Tổ nở nụ cười hiếm hoi, nói: "Hư Không Chân Thần có thể làm chức thống lĩnh quân đoàn đặc thù, đặc biệt là có thể khai sáng ra một quân đoàn đặc thù mới tinh, đều không phải là loại hư không chân thần bình thường. Học hậu, hậu khai sáng quân đoàn đặc thù chẳng biết đã bao lâu rồi, nhờ có truyền thừa chân quý của quân đội cho mụ tu luyện, trong số hư không chân thần, mụ tuyệt đối là loại đứng đầu, hơn nữa ảo thuật của mụ lại nổi danh khắp các quân doanh, coi thực lực, đó là ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của mụ." Sở trường về ảo thuật hư không chân thần đỉnh cao ý chí thấp nhất cũng đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần rồi thậm chí có thể ý chí hóa thánh rồi mụ mà ra tay một tên pháp tác chi chủ mặc dù có nghịch thiên mấy cũng phải rơi vào ảo thuật la phong thật ra là từ ngoại giới đến rất dễ dàng bị phát hiện một khi bị phát hiện sẽ bị tiêu diệt linh hồn chết đến không thể chết lại ha 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 la phong tiểu tử nếu ngươi bình thường một chút mặc dù là chân thần thì ta cũng không quan tâm ai bảo ngươi nhận được truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch chứ uy hiếp ta lớn như vậy chỉ trách mạng ngươi kém quá tử nguyệt thủy tổ cười các vũ trụ chi chủ thấy thủy tổ như thế cũng hiểu là la phong chết thì thủy tổ mới có thể cao hứng được tấn chi thế giới lưu quang tựa như cầu vồng hiện lên cực kỳ tươi đẹp trong hư không đó là biểu tượng của hộc hậu, hậu là hộc hậu, hậu thống lĩnh hộc hậu, hậu thống lĩnh đến trong quân doanh mãng hà quân ở chỗ giao giới giữa quân doanh pháp tác chi chủ và quân doanh chân thần trong những tòa cung điện giải rác có hai chân thần và bốn pháp tác chi chủ thủ vệ đang tuần tra vừa thấy lưu quang cầu vồng giữa trời cao liền lập tức nhận ra ai vừa tới dù sao thống lĩnh quân đoàn đặc thù ai nấy đều đã sống không biết bao lâu rồi ở tấn chi thế giới các thống lĩnh ngoại trừ những tướng quân còn lại có rất nhiều người tính tình khác nhau có người hơi hạ mình như một quân sĩ bình thường có người ngang ngược hung hăng có người lòng dạ bất thường rất hung ác có người thích bày vẽ tóm lại họ hoàn toàn không giống nhau những chân thần ở rất lâu trong quân đoàn đặc thù cũng biết tính tình một vài thống lĩnh, họ cũng không dám đắc tội với những người này. Dù sao địa vị thống lĩnh rất cao, dù có giết họ cũng chẳng có gì lớn chuyện. Âm. Um, Lưu Quang cầu vòng giáng lâm chính là hộc hậu thống lĩnh mặc áo giáp vô cùng sáng lạn chói mắt. Hộc hậu dung mạo thống lĩnh có một ma lực chí mạng, mà bộ lông của mụ lại đẹp tới như vậy. Ra mắt thống lĩnh, ra mắt thống lĩnh. Hai chân thần thủ vệ vội hành lễ. Hỏa trác ngọ hộc hậu, hậu thống lĩnh rất tự nhiên ngẩng đầu quét mắt nhìn hai chân thần thủ vệ rồi lơ họ luôn mặc dù không phải là quân sĩ dưới trướng mụ nhưng mụ cũng có thể tùy ý chửi họ một khi mạo phạm mụ là quân pháp xử trí ngay hộc hậu, hậu sao lại đến chỗ ta một thanh âm truyền ra hộc hậu, hậu nghe thanh âm này vội đi thẳng về phía một điện sành gần đó gọi một tiếng để thông báo cho đối phương cũng là cách tỏ vẻ tôn kính đối phương tuy nói hộc hậu, hậu cao cao tại thượng đối với chân thần pháp tác chi chủ thì khinh không thèm nhìn nhưng đối với những hư không chân thần cũng là thống lĩnh quân đoàn đặc thù thì trừ phi có cửu oán nếu không vẫn rất lễ nghi học hậu, hậu ta từ khi đảm nhiệm thống lĩnh tới nay thời gian vô tận ngươi chỉ ghé qua ta hai lần trong đó một lần là trừng phạt quân sĩ của ta rồi đến thông báo với ta một tiếng một lần nữa là học hậu, hậu tới chúc mừng ta nhậm chức thống lĩnh sao chẳng lẽ dưới trướng ta lại có một quân sĩ đắc tội với ngươi à ngươi trừng phạt rồi đến thông báo cho ta một tiếng sao ha ha một quân sĩ mà thôi, nếu ngươi trừng phạt chỉ cần cho ta biết một tiếng, không cần tự mình đến. Một thanh âm rất nhẹ vang lên. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Đây là một mặc nam tử mặc áo giáp màu đỏ rực, có vẻ rất gầy rất cao. Trên sáu tai đều có hình ngọn lửa, đôi mắt hắn âm lãnh như bò cạp. Tùy tiện trừng phạt một quân sĩ tất nhiên là việc nhỏ. Thân ảnh hộc hậu, hậu nhẹ nhàng, nói vẻ không quan tâm ta lần này tới là có đại sự hả hỏa chắc ngọ nhìn lại đối với thống lĩnh chúng ta thì có đại sự gì chứ họ địa vị rất cao mặc dù là một vài hư không chân thần cỡ như chủ nhân bắc chân hải chủ nhân cửu yên trạch mà đứng trước mặt họ cũng đều phải cúi đầu dù sao họ là quân đội mà lại là thống lĩnh quân đoàn đặc thù hư không chân thần bình thường cũng không thể đạt tới địa vị như thế này địa vị như thế ở tấn trì thế giới hoàn toàn là tung hoành khắp nơi đối với họ mà nói thật sự rất khó mà có đại sự gì phát sinh. Người cứ nghe ta nói, dưới trướng ta có một quân sĩ, tên là Thừa Mộc, hắn tới chỗ ta. Học hậu, hậu nói rất tùy ý, nhưng khi nói ra mọi việc lại làm hỏa chắc ngọ phải biến sắc. Sinh mạng ngoại giới, hỏa chắc ngọ khiếp sợ. Rất lâu rồi, tấn chi thế giới ta đích xác từng có sinh mạng ngoại giới vào, nhưng lúc đó ta còn chưa sinh ra, thời gian vô tận, cũng không có sinh mạng ngoại giới nào vào. Chẳng lẽ lại có, việc này, việc này. Ngươi chắc chứ? Ta lúc đầu cũng thấy hoang đường. Học hậu thở dài. Nhưng quân sĩ dưới trướng ta đã dùng cái chết để chứng minh. Quân sĩ dưới trướng ta biết việc này nghiêm trọng vì lo lắng cho tấn trì thế giới ta để mong ta trọng thị, lại dùng cái chết để chứng minh. Tuy ta vẫn không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng cũng đến đây xem xét một phen. Hỏa trác ngọ gật đầu lia lịa. Đúng, việc này cực nghiêm trọng. Lại có quân sĩ dùng cái chết để chứng minh họ há có thể bỏ mặc dưới chúng ta có quân sĩ ngân hà hỏa trác ngọ gật đầu lập tức nhắm mắt lại ta điều tra xem chỗ hắn ở cái đã đi theo ta hỏa trác ngọ lúc này bước ra ngoài học hậu cũng đi theo nơi đóng quân mãng hà quân trên những hòn đảo một hòn đảo chỉ có thể có một chủ nhân hỏa trác ngọ là thống lĩnh mãng hà quân tự nhiên có thể tra được mỗi hòn đảo trong quân doanh ứng với quân sĩ nào tự nhiên nhanh chóng tra ra hòn đảo lúc trước la phong chọn đảo la phong đang vô cùng thong dong ngồi trên nóc nhà căn nhà đá bên cạnh để đầy rượu trái cây trong tấn chi thế giới hắn đang uống rượu trái cây rất thích ý nhìn như thích ý nhưng kỳ thực ý thức la phong chủ yếu là đang ở chỗ phân thân ma sát tộc phân thân ma sát tộc lúc này đang nghiên cứu thí ngô vũ dực vì trong quá trình nhiệm vụ phong hào ô khải lâu hắn đã sáng chế ra bí pháp cửu thiên tri lộ cấp bảy đỉnh la phong tự nhận hẳn là có thể ngộ ra thí ngô vũ dực tầng thứ ba rồi tầng đầu tiên là thời gian không gian hỗn loạn tầng thứ hai là quốc độ kim sắc còn tầng thứ ba là gì rất đáng trở mong. La Phong thầm nói, ô khải thần và thí ngô vũ dực hoàn toàn khác nhau. Thí ngô vũ dực chủ yếu là phụ trợ, tuyệt nhiên không phải thứ để tiến công. Hơn nữa ô khải thần và thí ngô vũ dực hoàn toàn có thể đồng thời sử dụng. Mặc ô khải thần, sau lưng chỉ cần đeo cánh chim là được. Ô khải thần, kim chảo thần đều là loại chiến giáp, nên có xung đột. Mặc ô khải thần, kim chảo thần vân vân, thì không thể mặc áo giáp chân thần khác. Nhưng nó lại không xung đột với thí ngô vũ dực chiến giáp cũng không xung đột với thí ngô vũ dực la phong lúc trước không phải mặc kiếp giáp đeo thí ngô vũ dực sao hả đang lúc la phong trở mong thí ngô vũ dực thì bằng vào cảm ứng lực thế giới của tấn chi thế giới hắn cảm ứng được bầu trời xuất hiện hai chấn động cường đại la phong lúc này ngẩng đầu nhìn lên không ầm um, ầm um. hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên không một người tàn ra hào quang cao quý vô cùng một người tàn ra ngọn lửa vô tận tà ác vô cùng la phong vừa ngẩng đầu đã thấy hai cặp mắt hai cặp mắt này đều có vẻ cao cao tại thượng hơn nữa còn mắt xanh đầy mị hoặc còn ánh lên chút vẻ căm hận ầm ầm uy áp cường đại trong nháy mắt hạ xuống hơn nữa còn làm không gian xung quanh cũng trong nháy mắt bị cách ly trên hòn đảo cả một khoảng không gian chung quanh đều bị hư vô vô tận bao quanh la Phong nhớ mày thầm nói nhất niệm hư không hai hư không chân thần hai hư không chân thần trong quân doanh cùng xuất hiện sợ là thống lĩnh chẳng biết là thống lĩnh quân đoàn bình thường hay là quân đoàn đặc thù La Phong trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nếu là một quân sĩ, ai cũng phải mặc áo giáp đồng phục, liếc mắt là có thể nhận ra thân phận. Nhưng thống lĩnh, địa vị rất cao, ăn mặc cũng tự nhiên tùy ý. La Phong lúc trước do thân phận thấp, lại chưa bao giờ thấy thống lĩnh mãng hà quân, tự nhiên không nhận ra. ầm ầm uy áp ép xuống, hai bóng người từ trên trời hạ xuống. uy áp cường đại, làm La Phong hơi biến sắc. May mà ý chí mình rất mạnh. Nếu không sợ phải quỳ xuống rồi. Xem thử hai thống lĩnh này rốt cuộc muốn làm gì." La Phong thầm nói, địa vị khác nhau, thực lực khác nhau, tâm tính cũng khác nhau. Nếu là quân sĩ bình thường quân đoàn đặc thù, thấy hai vị thống lĩnh dáng lâm, tự nhiên sợ tới mức phải cung kính không dám thở mạnh, dù sao chọc tức một thống lĩnh sẽ bị giết như kiến. "Âm, um, âm." Um. Hai bóng người dáng lâm trên hòn đảo, đưa mắt nhìn La Phong trên nhà đá xa xa, La Phong thì từ trên nhà đá nhảy xuống. "Hừ." Hậu hậu thống lĩnh thấy thế, lạnh giọng nói. Hỏa trác ngọ, nhìn xem, xem quân sĩ dưới trướng người, chỉ là một quân sĩ pháp tác chi chủ nho nhỏ, thì gặp hai thống lĩnh chúng ta đến, mà còn không để mặt ai như vậy. Quân sĩ bình thường đều sẽ lập tức nghênh đón, vô cùng cung kính. Hiển nhiên thái độ La Phong làm hộc hậu, hậu thống lĩnh vốn quen cao cao tại thượng rất bất mãn. Nhưng La Phong lúc này có thân phận gì? Hắn là cao nhất cả tấn trì thế giới, đến cả bốn vị tướng quân vĩnh hằng chân thần cũng phải vây lấy hắn có thể nói ngoại trừ thần vương bệ hạ thì la phong là người có địa vị cao nhất địa vị như thế la phong sao lại lóm khóm nghênh đón chứ quân sĩ này đúng là không để mặt ai hỏa trác ngọ cũng cảm thấy bất mãn quát lạnh quân sĩ ngân hà nhìn thấy thống lĩnh nên làm như thế nào chẳng lẽ ngươi quên rồi à thanh âm như sấm ầm ầm bên tai la phong hai vị thống lĩnh hư không chân thần học hậu hỏa trác ngọ khí thế tự nhiên rất cao cao tại thượng la phong tuy nhíu mày nhưng cũng có thể giải thích bản thân hai vị thống lĩnh này cũng không tệ bên trong quân doanh phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt một quân sĩ pháp tác chi chủ tranh lệch với thống lĩnh hư không chân thần nhiều lắm thống lĩnh hoàn toàn có thể tùy tiện xử tử ngay một pháp tác chi chủ mạo phạm hắn chà ta lại bê gạch đập vào chân mình rồi la phong thầm nói phải biết nhiệm vụ phong hào vừa hoàn thành la phong tự động nhận được gia phong nhưng tin tức này là bí mật cực cao cho dù là bốn vị thống lĩnh thần vương cốc cũng dán mắt nhìn danh sách nhiệm vụ phát hiện ra nhiệm vụ phong hào biến mất lúc đó mới xác nhận la phong đã thành công hiển nhiên đến cả họ cũng không được tin tức la phong được gia phong hiển nhiên thần vương bệ hạ của tấn bổn ý là không muốn làm cả thiên hạ đều biết lúc trước la phong còn ở thần vương cốc đông quân tướng quân là tuyết ung đã hỏi hắn ngân hà ngươi nhận được gia phong có muốn công khai không một khi công khai bốn quân sẽ chẳng mấy chốc biết hết khi gặp người đều sẽ vô cùng tôn kính bất tất la phong lúc đó đơn giản cự tuyệt như vậy Lúc đó La Phong nghĩ, mình chính là một lữ khách của tấn chi thế giới. Tương lai e rằng, mình sẽ vô thanh vô tức ly khai, sẽ không trở về nữa, không cần bốn quân đều biết việc này. Nhưng địch nhân của mình, cũng chỉ có một vài thế lực trong vũ trụ hải thôi. Một mình mình hoàn toàn có thể ứng đối. Nguyên nhân chính là vì thế, nên hai vị thống lĩnh học hậu, hỏa chắc ngọ cũng căn bản không biết thân phận La Phong. Do đó vừa đến nơi vốn đã có chút địch ý, thấy thái độ La Phong, càng bất mãn. Bất tất nói nhảm với hắn hộc hậu truyền âm nói hắn có lẽ là sinh mạng ngoại giới để lâu sẽ phát sinh biến cố ta trực tiếp thi triển ảo thuật làm hắn triệu xuất nếu hắn không phải sinh mạng ngoại giới mà là sinh linh bên trong tấn chi thế giới ta chỉ cần trừng phạt một phen cái tội hắn bất kính là được nếu là sinh mạng ngoại giới thì sẽ rất nghiêm trọng Ưm, um, hỏa trác ngọ truyền âm nói hộc hậu người cứ việc ra tay hai vị thống lĩnh truyền âm với nhau trong nháy mắt đã đưa ra quyết định hai vị thống la phong vừa mở lời âm thần lực hư hóa vô thanh vô tức nhưng vô cùng cường đại trong nháy mắt đã bao phủ la phong muốn dẫn nhập la phong vào huyễn cảnh với thủ đoạn của hư không chân thần đỉnh cao la phong dù lợi hại tới mấy cũng vẻn vẹn chỉ là một vũ trụ chi chủ làm sao có thể ngăn cản nhưng la phong ở tấn chi thế giới lại rất không bình thường oanh lực của tấn chi thế giới tồn tại khắp nơi đều dễ dàng bị la phong khống chế khi bằng vào việc khống chế lực thế giới trong nháy mắt cảm ứng được thần lực hư hóa vô hình phủ lấy mình, La Phong chấn động, thống lĩnh cũng dám trực tiếp xuống tay với mình à? "Phá!" La Phong nổi giận, lúc này gầm lên một tiếng. "Ầm!" Lực thế giới của tấn trị thế giới chung quanh chấn động mạnh, trong nháy mắt đã tiêu diệt thần lực hư hóa, La Phong rất giận hai thống lĩnh dám xuống tay với mình, vốn còn muốn nói chuyện bằng lời, lúc này lại không thèm nói nữa, giận dữ ra tay luôn nhất thời trên bầu trời hai hư không chân thần chờ xuất hiện một bàn tay khổng lồ hoàn toàn do lực thế giới tạo thành bàn tay ánh lên những tia khí lưu màu xám thấp thoáng có thể thấy được những hoa văn trên bàn tay bàn tay khổng lồ chờ xuất hiện trên đầu hòa trác ngọ học hậu làm hai vị thống lĩnh kinh hãi sao có thể như vậy hai vị thống lĩnh vừa muốn né tránh bành bàn tay khổng lồ đã vỗ mạnh xuống làm hai vị hư không chân thần cường đại hòa trác ngọ học hậu cảm giác như cả thế giới đang ép mình không hề có sức phản kháng. Hắn vẻn vẹn chỉ là một pháp tác chi chủ, sao? Hai vị hư không chân thần bị đánh lọt xuống đất, khoét xuống mặt đá hòn đảo lộ ra hai lỗ thủng to sâu hoắm. Ra đây! La phòng lạnh giọng quát. Âm, um, âm! Um. Hai bóng người trong nháy mắt đã ra ngoài, chỉ thấy hộc hậu, hậu thống lĩnh, vốn tràn ngập mị hoặc lúc này lông vũ, cũng rối loạn đồng thời bị một sợi dây do lực thế giới ngưng tụ thành chói chặt hỏa chắc ngọ bên cạnh cũng chật vật vô cùng cũng bị một vòng khí lưu chói chặt học hậu thống lĩnh hỏa chắc ngọ thống lĩnh đều cảm giác thấy mình bị trói buộc muốn giãy giụa cũng không thể làm được sao mà học hậu thống lĩnh hỏa chắc ngọ thống lĩnh ngã trên mặt đất nước mắt nhìn nhau trong mắt hai người đều đầy đề vẻ kinh hãi có thể lật tay mà đánh bại rồi trói buộc họ tuyệt đối là thực lực của vĩnh hằng chân thần mà phải là nhân vật đỉnh cao trong vĩnh hằng chân thần chẳng lẽ quân sĩ ngân hà nhìn thì như pháp tắc chi chủ kỳ thực là một vĩnh hằng chân thần ngụy trang đúng một vĩnh hằng chân thần chỉ cần không chạm mặt tướng quân bất kỳ ai khác cũng nhìn không ra ngụy trang của hắn một vĩnh hằng chân thần cao quý mà ngụy trang thành một pháp tác chi chủ nhất định có ý đồ xem ra hắn mười thì tám chín chính là sinh mạng ngoại giới hộc hậu thống lĩnh hỏa chắc ngọ thống lĩnh đều nghĩ như vậy vĩnh hằng chân thần bên trong tấn chi thế giới cũng chẳng có mấy người cho dù là mới đột phá ít nhất lúc trước cũng phải là hư không chân thần cũng phải có chút danh khí quân sĩ ngân hà này họ không biết nhưng chỉ lật tay là đánh bại họ hai người các ngươi vì sao đến chỗ ta la phong đứng đó lạnh lùng nhìn hộc hậu, hậu thống lĩnh và hòa chắc ngọ thống lĩnh chật vật nằm trên mặt đất còn nữa ngươi vì sao công kích ta vì ta bất kính mà muốn giết ta sao la phong cũng không biết thần lực hư hóa tấn công của đối phương là muốn huyễn hoặc hay là tiêu diệt linh hồn hắn cũng không dám cược ngươi rốt cuộc là ai hộc hậu, hậu thống lĩnh lạnh lùng nói một pháp tác chi chủ cũng không mạnh được như vậy mãng hà quân ta lại có được một cường giả như vậy, ta là thống lĩnh Mãng Hà quân, sao lúc trước không biết gì cả. Hỏa Trác Ngọ cũng nói vào, hai người bọn họ đều đang cố trì hoãn thời gian. Ngay khi bị đánh bại, rồi trói buộc, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng thông qua truyền tấn lệnh bài, truyền tấn cho tướng quân Đông quân, Tuyết Ung, hai người bọn họ nghĩ, đây chính là quân doanh Đông quân, Tuyết Ung tướng quân cũng đang ở trong quân doanh Đông quân, lập tức có thể tới ngay, họ chỉ cần hơi trì hoãn một chút thời gian, đợi đến khi Tuyết Ung tới, tự nhiên có thể bắt gian tế. Hả? La Phong vừa bắt hai thống lĩnh, đã nhướng mày, quay đầu nhìn ra hư không xa xa. Tuy nói, hai thống lĩnh bị bắt giữ, nhất niệm hư không bị phá, nhưng La Phong vẫn thông qua lực thế giới cách ly với ngoại giới, nên quân sĩ mãng hà quân bên ngoài nhìn không tới những gì bên trong. Giáo! Xa xa trong hư không xuất hiện một luồng hào quang, rồi một thân ảnh bay tới. Hắn mặc áo giáp màu trắng bạc, ung dung hoa lệ, khuôn mặt trắng trẻo, bay thẳng về phía hòn đảo uy thế vô hình phát ra vượt xa hai vị thống lĩnh hộc hậu hỏa trác ngọ bị trói buộc nằm trên đất thấy thế nhất thời mừng rỡ tướng quân tướng quân hai thống lĩnh đều vội vàng hô tuyết ung tướng quân la phong quay đầu cười nói ngân hà tuyết ung tướng quân cười hạ xuống đi tới đưa mắt nhìn hai thống lĩnh bị trói buộc trên đất giận dữ quát một tiếng hộc hậu hỏa trác ngọ hai người làm gì ở đây hộc hậu hỏa chắc ngọ kinh ngạc vì họ nghĩ rằng tuyết ung tướng quân khi đến nhất định sẽ động thủ với gian tế sinh mạng ngoại giới nhưng hai người lại đàm tiếu với nhau tựa như bằng hữu tuyết ung tướng quân học hậu thống lĩnh vội vàng nói quân sĩ ngân hà hắn rất có khả năng chính là gian tế sinh mạng ngoại giới tiến vào tấn trì thế giới tướng quân đại nhân phải cẩn thận tướng quân cẩn thận đừng dễ dàng bị hắn lừa bịp học hậu thống lĩnh cũng vội vàng nói hắn có thực lực vĩnh hằng chân thần mặc dù hắn nói hoàn mỹ tới đâu cũng không thể dễ dàng tin được nhất định phải điều tra rõ từ khi sinh ra tới pháp tắc chi chủ trải qua điều tra mới có thể xác nhận thân phận không thể dễ dàng tin được tuyết ung tướng quân lạnh giá nhìn lướt qua hộc hậu hỏa trác ngọ bị trói buộc nhất thời hai người đều ngậm miệng ta nên làm như thế nào cũng chẳng cần các ngươi dạy tuyết ung tướng quân lạnh lùng nói các ngươi biết gì về ngân hà đại nhân các ngươi lại dám mạo phạm ngân hà đại nhân hy vọng ngân hà đại nhân không vì vậy mà giận dữ sáng tội các ngươi giết các ngươi hộc hậu hỏa trác ngọ nhất thời ngẩn ra ngân hà đại nhân sáng tội hai người bọn họ đương nhiên nghe xong lập tức hiểu ngay ngân hà đại nhân địa vị hẳn là rất cao thậm chí muốn giết hai hư không chân thần cũng chỉ cần một câu nhưng bây giờ địa vị cao nhất tấn chi thế giới không phải chính là bốn vị tướng quân sao tồn tại nào mà có thể làm bốn vị tướng quân phải xưng hô là ngân hà đại nhân nhất thời hộc hậu hỏa trác ngọ nhất thời hiểu ra họ hẳn vừa tiếp xúc tới một vài cơ mật hạch tâm Việc này, quá. Hộc hậu, hậu thống lĩnh, hỏa chắc ngọ thống lĩnh nhất thời luống cuống. Họ thấy tuyết ung tướng quân và quân sĩ Ngân Hà đang trò chuyện với nhau xa xa, nhưng nội dung cuộc trò chuyện thì họ căn bản không nghe được, không khỏi sợ hãi hơn nữa, chỉ sợ Ngân Hà đại nhân giết họ. Ngân Hà, tuyết ung tướng quân nói. Người sớm nên nghe lời ta, công khai thân phận cường giả phong hào của ngươi, với tư cách là một cường giả phong hào, tự nhiên không ai dám bất kính với ngươi. Không cần. La Phong lắc đầu, Tấn Chi Thần Vương kỳ vọng vào mình rất cao, nên cũng muốn cẩn thận một chút. Ngươi chuẩn bị xử trí hai người bọn họ như thế nào?" Tuyết Ung tướng quân hỏi, đối với Tấn, mặc dù là diệt quốc rồi, hai hư không chân thần cũng chẳng là gì cả, La Phong muốn giết, không ai cản được. Ngươi trước hết hỏi họ, họ vì sao tới chỗ ta, còn xuống tay với ta?" La Phong nói. "Được." Tuyết Ung tướng quân gật đầu, lúc này quay đầu truyền âm hỏi hai vị thống lĩnh, hai vị thống lĩnh tự nhiên là vội nói rõ tuyết ung tướng quân quay đầu nhìn về phía la phong là một tên lính pháp tác chi chủ trong hộp hậu quân tên là thừa mộc đã dùng cái chết để chứng minh nói ngươi là sinh mạng ngoại giới tuyết ung tướng quân thật ra không nghi ngờ la phong chút nào vì hắn biết quân sĩ ngân hà này đã trải qua rất nhiều thẩm tra do thần vương bệ hạ lưu lại thần vương bệ hạ có thủ đoạn như thế nào chứ há có thể cho một gian tế lẫn vào vị trí người thừa kế thần vương thừa mộc trong mắt la phong lóe lên chút sát ý thừa mộc Thừa mộc chi chủ, một trong những vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ trụ, Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ trụ có lẽ cho rằng ở tấn trì thế giới là phong chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng, sau đó căn bản cái tên của hắn cũng chẳng thèm đổi. Là chúng, là phong nhất thời nổi lên sát ý, muốn giết ta, ta sẽ giết sạch toàn bộ người của Tử Nguyệt Thánh Địa đang ở trong tấn trì thế giới. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.